Ngày 7 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm và quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thu Hương, sinh năm 1973, trú ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo đã lợi dụng danh nghĩa là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ môi trường quốc gia và nói với nhiều người là bản thân có quan hệ với lãnh đạo các sở, ban, ngành, thành phố. Hương tự nhận là luật sư, có thể xin việc vào các vị trí trong cơ quan nhà nước, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mua xe ô tô cũ nhập khẩu và hứa hẹn sẽ giúp rồi yêu cầu bị hại chuyển tiền để chiếm đoạt. Từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 5 năm 2022, Hương thực hiện 7 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 7,5 tỷ đồng của các bị hại. Tương tự, Hương đã chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại khác nhau có nhu cầu xin việc vào Tổng cục Hải quan, Kiểm toán. Hành vi lừa đảo suốt 5 năm qua của bị cáo đã để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ngày 7 tháng 6 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thu Hương 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.